Thịt Nữ Khí Khai xin chào mọi người. Hôm nay em xin chia sẻ đến với mọi người cái thực đơn của ngày hôm nay nha. Món đầu tiên đó là món cơm chiên củ cải muối nha mọi người. Cơm chiên củ cải muối, ở đây em dùng là 50g củ cải muối. Món thứ hai đó là món bí đỏ kho hạt sen nha mọi người. Hôm nay em kho chay, đây là bí đỏ kho với lại hạt sen. Hạt sen này thì em đã tách thêm sen rồi, phần nữa thì em sẽ đi kho chay và phần nữa thì mình đi nấu chè nha mọi người. Nên em nấu chè với lại nha đam. Đây là nha đam em đã chà sạch nhớt và em thái hạt lựu luôn. Và món tiếp theo đó là đậu bắp, mình sẽ đem luộc chấm với lại nước mắm kho quẹt nha mọi người. Và món cuối cùng đó là rau má dường, mình sẽ nấu canh với lại tép đồng. Nên em dùng là 20g tép và em đã bằm nhuyễn rồi nha mọi người. Và bây giờ mời mọi người cùng theo em vào bếp nha. Liệu không thể thiếu của em. Mọi người có những ngày không biết ăn gì thì vào kênh của Tiến Khang nha mọi người để tham khảo nha mọi người. Nhưng mình có thể thay đổi món ăn. Mình cho rất là thơm nha mọi người ơi. Sau khi xào sơ thì mình cho nước vào. Quá. Mình cho vào đây là một muỗng hạt nêm thịt dưỡng nha mọi người. Mình đi làm nước mắm quẹt nha mọi người. Mình cho một ít nước lọc nha mọi người. Nấu cho nước mắm sập lại là được. Mình sẽ bớt ra một ít để đi kho nha mọi người. Sau khi hạt sen nó đã chín mềm, phần còn lại thì mình sẽ để nó chè. Và bây giờ thì mình đi luộc đậu bắp nha mọi người. Món này hơi bị hao cơm nha. Rồi, tiếp theo mình cho phần nước lá dứa vô đó là xong nha mọi người. Giúp bọt quá. Mọi người bớt sạch cái bọt nha. Tiếp theo mình cho cái phần hạt sen vào nha mọi người. Có đánh xi thật là cạn là được. Cho một ít hành taro vào. Cho vào một muỗng ngũ vị hương nha mọi người và hai muỗng hạt nêm thịt dưỡng. Mình cho thêm một vài giọt nước tương nữa cho nó thơm. Em đã hoàn thành xong thực đơn hôm nay rồi nha mọi người. Cơm chiên củ cải muối, mình chiên bằng bơ nha mọi người, với lại là bí đỏ kho hạt sen và canh tép
canh rau má tép đồng với lại là đậu bắp luộc mình ăn với kho quẹt nha mọi người. Bây giờ đi kèm với bữa thực đơn ngày hôm nay thì mình có thêm một chén chè là hạt sen nha đam, rất là thanh nhiệt cơ thể nha mọi người. Nếu mọi người có thắc mắc gì hay là muốn Tiến Khang nấu những món gì về thực dưỡng thì mọi người hãy comment phía bên dưới, Tiến Khang sẽ phản hồi nhanh nhất. Và tất cả các sản phẩm của Tiến Khang thì em để ở đường link mô tả phía bên dưới, mọi người có thể nhấp vào tham khảo hay có thể gọi trực tiếp đến khóa like hoặc là đến trực tiếp tại cửa hàng nha mọi người. Và sắp tới thì Tiến Khang sẽ mở bán những món về thực dưỡng, thực đơn hàng ngày sẽ được Tiến Khang cập nhật trên các trang mạng xã hội, mọi người có thể nhấp vào đó để tham khảo nha. Và nếu cuối cùng nếu thấy video này hay thì mọi người cho em xin một like, một share và một đăng ký kênh để em có động lực để làm những video tiếp theo hay hơn. Chúc mọi người thành công và hẹn gặp lại.